Cái gì đây? À... ai hành hạ chị vậy? Không. Chị nói em nghe đi. Không, chị bị té thôi. Nói đi. Em làm chị đau đó. Dạ, em xin lỗi ạ. Tại em thấy anh Vũ to tiếng quá, em sợ có chuyện gì. Không có gì đâu em. À, chỉ là nói chuyện thôi. Cà phê. Em làm cái gì vậy Vũ? Anh nói cho tôi biết tại sao chị tôi té. Tôi không biết ạ. Nguyễn Phương Linh, cô làm cho công ty người mẫu Barbie một năm. Dạ. Cô có nhận dạng được người đã giới thiệu cô gặp người đàn ông trong khách sạn không? Dạ không, hắn liên lạc với tôi qua điện thoại. Ở trước mắt em còn muốn chị tin em hả? Em không hiểu tại sao mà cứ hết lần này tới lần khác anh kéo em ra khỏi tay ông Lý. Ông ta có gì đó không ổn à? Tôi nói rồi, cô cũng đừng nên biết nhiều. Cô chỉ cần biết là những cái chuyện tôi làm á là chỉ muốn tốt cho cô thôi. Báo cáo đội trưởng, em có mặt. Thank you.